Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với nhà cũ, mình là Bảy Bình Bông. Hôm nay là thứ ba và như thường lệ thì mỗi tối thứ hai đầu tuần chúng ta sẽ lại đến với cả số cú TV của tuần 4 tháng 4. Đây là tuần cuối cùng của tháng 4, thế nên là sẽ có rất nhiều những tin tức hấp dẫn dành cho các bạn. Những tin chính sẽ có trong video của ngày hôm nay là: sự kiện mới X2 hoa tàng kim, hoa chỉ tỵ, cửa hàng và La Hoàn làm mới đầu tháng, livestream phiên bản mới 2.7, sự kiện sáng tạo âm nhạc của Hoyolab, sự kiện chủ đề hot nhận quà ngon. Tuần này sẽ có khá nhiều những sự kiện sẽ kết thúc và trao giải trong game lẫn ngoài game nữa nhá. Chúc tất cả các bạn buổi tối tốt lành này. Giờ thì enjoy. Số 1, sự kiện mới X2 sách kinh nghiệm và Mora. Trong bài đăng mới nhất của mình trên các trang truyền thông lớn, Genshin Impact đã giới thiệu về cái sự kiện X2 hoa tàng kim và hoa chỉ tỵ trong một tuần, từ ngày 28 tháng 4 cho đến ngày mùng 5 tháng 5. Đây là cơ hội tuyệt vời dành cho những ai đang thiếu Mora, đặc biệt là bảy tôi, vô cùng khan hiếm Mora. Theo quan điểm của bài tôi ấy, thì đó là farm Mora nó đa dụng hơn so với cả farm sách kinh nghiệm. Vì sách kinh nghiệm ấy, nó chỉ dùng để tăng level cho nhân vật mà thôi. Thế còn Mora thì nó áp dụng vào thực tiễn rất nhiều những lĩnh vực ở trong Genshin Impact. Vì vậy bài tôi sẽ luôn muốn farm Mora. Thế còn các bạn thì sao? Các bạn sẽ lựa chọn farm sách hay là Mora? Số 2, cửa hàng và La Hoàn là mới. Vào chủ nhật tuần này thì chúng ta cũng sẽ bước sang cái ngày đầu tiên của tháng 5. Cứ đầu tháng là chúng ta sẽ có thể mua 5 viên quay xanh và 5 viên quay tím được làm mới trong cửa hàng. Chỉ là các bạn cũng đã biết rồi đấy, bảy tôi thì đang tham gia cái thử thách là tích 76.000 nguyên thạch. Hiện tại thì tôi đã có đúng 300 viên tinh trần rồi. Chắc chắn là với 300 viên tinh trần thì không thể nào mà tôi có thể mua hết được 10 viên xanh tím kia rồi. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây các bạn? Đầu tháng 5 này thì chúng ta cũng sẽ đến với cả kỳ 3 La Hoàn của phiên bản 2.6. Kỳ 3 này thì sẽ buff giảm kháng vật lý này cũng như là kháng nguyên tố của kẻ địch mỗi khi mà chúng ta tấn công thường. Buff này sẽ tạo lợi thế cho rất nhiều nhân vật như là đánh thường hoặc là đánh nguyên tố đều được. Lưu ý những bạn nào mà chưa đánh La Hoàn nhận dương nguyên thạch ấy thì nhanh tay hoàn thành nốt và nhớ nhá, vào nhận dương. Số 3, livestream phiên bản 2.7. Đây là điều mà tất cả chúng ta đều quan tâm. Ngoài những chiếc cốt nguyên thạch hấp dẫn, chúng ta sẽ còn được biết thêm những cái tin tức thú vị của phiên bản mới nữa. Hiện tại thì Hoyoverse mới chỉ đưa ra cái câu trả lời 50-50, tức là có thể ra mắt 2.7 đúng hạn này, hoặc là cũng có thể bị delay. Thế mới đây á, có một cái hình ảnh bị rò rỉ về livestream phiên bản 2.7 với sự xuất hiện của Zielan này, của Kazuha và nhà lữ hành đã có ở trong một cái video trên YouTube. Các bạn có thể xem cái hình ảnh full HD không che ở trong group Facebook nhà cũ nhá. Không biết là ghép hay là thật ấy, thế nhưng mà cái video đó đã làm cho cộng đồng Genshin Impact bị hồi hộp hơn với sự xuất hiện quay trở lại của Kazuha. Vì không có thời gian cụ thể của phiên bản 2.7 bởi vì là không biết có bị delay hay không. Vì vậy theo những cái phiên bản trước nhá thì chúng ta sẽ sóng theo nó. Khi ở banner phase 2 đi được gần một nửa thì chúng ta sẽ có cái livestream phiên bản mới và đó chính là tuần này đây quý vị. Bài tôi sẽ bật livestream sớm nhất của Hoyoverse và cùng các bạn chờ cốt 300 nguyên thạch nhá. Vì vậy các bạn nhớ ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ chiếc cốt nào của Genshin Impact. Thời hạn của cốt đó là 12 tiếng nhá. Số 4, sáng tạo âm nhạc. Vừa qua thì trên Hoyolabs có một cái sự kiện vô cùng tuyệt vời dành cho những bạn có tài năng âm nhạc. Bảy tôi gặp rất nhiều những bạn đánh đàn rất hay ở trong những buổi livestream. Đây là cơ hội rất lớn để các bạn có thể chia sẻ cái tài năng của bản thân đến với thế giới Genshin Impact. Phần thưởng của các bạn đó là những mô hình nhân vật của Hoyoverse như là Genshin này, như là Tiramis này, Honkai này. Ở Genshin chúng ta có cái mô hình của Klee, gấu bông Goba này, vân vân và mây mây. Link tham gia thì mình sẽ để ở dưới phần bình luận ghim dành cho các bạn tài năng nhé. Hạn để các bạn gửi bài là đến hết ngày mùng 10 tháng 5 nha. Số 5, khiêu chiến chủ đề. Nhằm tạo ra cái sự đa dạng chủ đề hay là chúng ta thường gọi là hashtag đó, thì trên Hoyolab đã diễn ra một cái sự kiện tạo chủ đề hot nhận quà liền tay. Cách tham gia vô cùng đơn giản, các bạn chỉ cần đăng một cái tấm ảnh, sau đó là nghĩ ra một cái chủ đề gì đấy độc lạ hoặc là thú vị, vậy là xong rồi. Ví dụ như là một cái chủ đề như là QQ number 1 chẳng hạn. Đấy. Link tham gia sự kiện này thì mình cũng sẽ để ở dưới phần bình luận ghim dành cho các bạn. Cách làm sao để các bạn có thể tạo chủ đề ở trong cái bài đăng ấy thì trong sự kiện hướng dẫn nó hướng dẫn rất chi tiết luôn cả PC lẫn điện thoại. Phần thưởng là những chú gấu bông đáng yêu của Genshin Impact này, Honkai này, kèm theo lót chuột, móc chìa khóa vân vân và vân mây. Chúc tất cả các bạn thành công. Số 6, các sự kiện sắp kết thúc. Tuần này cũng có vài cái sự kiện sẽ kết thúc. Các bạn kiểm tra lại xem bản thân đã lấy hết quà của sự kiện hay chưa, tránh cái việc bị mất nguyên thạch không đáng có nhá. Đầu tiên, sự kiện nghiên cứu pha lê kết thúc vào cuối tuần này. Tiếp theo đó là sự kiện web du hành cùng gió Abido of Klee đấy, sẽ kết thúc vào thứ 5 tuần này. Nếu mà các bạn vẫn chưa siêu tầm đủ 12 bức tranh thì hãy nhanh tay lên nha. Sự kiện fan art Venti Azato bắt đầu trao giải trong tuần này. Chúc mừng tất cả các tác giả đã giành được giải nhé. Sự kiện giả lập streamer trên Twitch sẽ kết thúc vào ngày hôm nay và bắt đầu quá trình kiểm duyệt của Hoyoverse. Tất cả những thông tin về sự kiện này thì bảy tôi sẽ cập nhật bằng video cho các bạn.
Sự kiện hợp tác giữa Nimo TV và The Scene sẽ kết thúc vào thứ bảy tuần này. Trên đây là tất cả những cái sự kiện sẽ kết thúc. Các bạn vui lòng kiểm tra lại những sự kiện mà bản thân đã tham gia nhé. Cho chắc. Trên đây là tất cả những tin tức có trong số Cú TV tuần 4 tháng 4. Hy vọng là với những chia sẻ bên trên sẽ giúp cho các bạn có những cái hình dung rõ hơn về hoạt động của The Scene Impact diễn ra trong tuần này. Bảy tôi sẽ cố gắng cập nhật này những cái tin tức và những chi cốt nhanh nhất, sớm nhất đến với tất cả các bạn. Vì vậy hãy để lại cho mình xin một like và ấn thêm một nút đăng kênh để ủng hộ mình nhá. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở trong những video tiếp theo. Bye bye cả nhà.